Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Yo. Hôm nay thì rất là vui khi mà Kẹo có mặt tại đây. Và lời đầu tiên thì xin chào tất cả mọi người nha. Anh em đang xem trên kênh của Sĩ Kẹo. Hiện tại thì mình đã lấy được kênh rồi anh em nhá. Oh. Thật sự là cái cuộc hành trình lấy lại kênh 24 tiếng phải nói là rất là khó khăn. Nhưng mà không sao. Tôi đã nói với anh em rồi mà, khó khăn nào rồi cũng qua đi. Và hiện tại thì mình đang ở đây trên kênh Xích Kẹo, 1,8 triệu người đăng ký nha. Yo, và 1,8 triệu anh em đâu rồi? Nhấn like video nào, chia sẻ video mạnh tay nào. Rồi nha, từ từ nhá. Mày này làm sao đấy hả? A đủ này. Cái đậu xanh chứ. Chắc là mình qua đây đi anh em. Ui vãi trưởng, cái gì đấy? Vãi trưởng cái gì đấy? Yes, vỡ đầu nhẹ nhàng mọi người ạ. Số nhà ui ngon lành nè. Và như vậy hiện tại thì mình đang sở hữu cái combo súng là AK, một cây AN94 nữa. Lắp quả tay súng 3 vào thì tôi dám chắc với anh em là AN94 nó sẽ giảm độ giật đi rất là nhiều nhá. Bắn ngon hơn nhiều. Đấy anh em cứ tin tưởng ở tôi nhá. Ok. Và đây, cuộn máu đã. Lâu lâu anh em để ý tí nhá. Kiểu như là nhiều khi ấy, mình chơi game mình máu quá anh em ạ. Thế là quên không quân máu cơ. Vậy là toang, đúng không nào? Anh em chơi game anh em để ý xíu nhá. Đấy, nhớ là lâu lâu hết máu quân máu nhá. Các bạn đừng có tiếc túi máu nhá. Kiểu như là đây, nó mất có 50 máu anh em không quân đúng không nào? Thì nói chung là như vậy nó sẽ rất là nguy hiểm. Kiểu như là nhiều lúc các bạn nhá, chơi với địch nhá, các bạn hơn thua có một vài máu là các bạn die rồi. Đấy, mình đã từng có những cái trường hợp gọi là kẻ địch bắn mình còn đúng một máu mình sống. Đấy, anh em thấy chưa ạ? Nên là nhiều khi nhá, là các bạn nên bơm đầy máu cho mình nhá. Lúc nào cũng 200 trên 200 máu. Với một cái thanh máu như vậy thì tôi đảm bảo là anh em sẽ rất là tự tin chơi game luôn nhá. Rồi nhá, lấy trên cái nhá. Ê, kiếm người thôi. Và đây hiện tại còn lại 27 người trên cơ. Hôm nay thì thật sự là vui vãi chưởng khi mà mình lấy lại được cái kênh của mình. Nó giống như kiểu là cảm giác anh em được sống lại ạ. Ui. Kiểu như là các bạn đang thất vọng, các bạn đang buồn, xong là các bạn lấy được kênh, trời ơi, có một cái cảm giác như kiểu là ê, hôm nay là một ngày nó may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Kiểu kiểu như vậy anh em ạ. Phải nói là lấy lại được cái đứa con tinh thần của mình, cái kênh 1 triệu 8 người đăng ký. Cái kênh mà mình đã bỏ rất nhiều những cái tâm huyết vào đấy. Mình làm và đến bây giờ. Ai và chuẩn bị nhá. Tôi nghĩ là năm nay là kênh tròn 3 năm tuổi. Tôi sẽ làm sinh nhật cho kênh anh em. Đấy, kênh Sĩ Kẹo cũng tổ chức sinh nhật luôn. Không phải là sinh nhật cho bản thân nữa, mà là sẽ là sinh nhật cho kênh anh em ạ. Ai thì kênh mình được thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 2017. Như vậy là năm nay thì sẽ là 22 tháng 12 năm 2020, sẽ là kỷ niệm sinh nhật 3 năm của kênh Sĩ Kẹo nha. Một cái kênh lớn thì tôi nghĩ là nên làm một cái video sinh nhật cho kênh. Và ok, đây, từ nãy giờ tôi chạy không thấy ai cả. Thật sự là dạo này ấy, nói sơ qua về cái tình trạng leo rank anh em thủ nhà rất nhiều, anh em trốn rất là kỹ nên là kiếm cũng hơi khó. Từ từ nhá, để mình qua đây xíu nào. Ơ cái đậu xanh, người đâu rồi? À, không thấy anh em ạ. Ui, vãi trưởng, đã thấy lựu đạn rồi. Hay quá nhờ, đâu rồi? Ui, áo cam à? À cái áo tù nhân này. Ok, mình qua đây nhá. Ui, cái gì đấy? Cái gì đấy ạ? Ơ cái đậu xanh. Ơ cái đậu xanh này. Có giỏi chú qua đây, dám không? Dám không? Dám không? Dám qua đây không? À đẩy lên luôn kìa. Vãi trưởng, vãi trưởng, máu thế. Máu thế nhờ. Ok, ngon lành. 3 kill rồi. Và mình quần máu đã. Trời ơi thanh niên, chơi với Kẹo thế này là không có xong rồi. Ui dồi ôi, ui vãi trưởng. Giá thế. Các bạn thấy căng không ạ? Trời ơi anh em nào bảo không căng thì nó căng vãi trưởng ra còn tí máu đi. Vãi luôn này. Ui, vỡ đầu. Ui dồi. Tí nữa là phải để Kẹo toái. Không sao, bây giờ là hiện tại thì Kẹo vẫn đang còn sống nha. Má, công nhận là nguy hiểm thật. Ấy và qua cái sự việc đấy là kênh của mình bị mất kênh.
Cái lý do mà kênh của mình bị mất đấy là mình có sử dụng nhiều cái nhạc nền ấy của bên thứ ba ấy, nên là dính bản quyền về nhà. Tức là những video đấy, ngoài cái việc là video không kiếm được tiền ra, thì ngoài ra khi mà các bạn ăn nhiều cái lượt report, tức là lượt khiếu nại từ những cái bên kênh khác ấy, khi mà tôi lấy nhạc của những bên kênh đấy thì ok, tôi đã bị khóa kênh và tất cả những video của kênh Sĩ Kẹo đã bị xóa. Nhưng mà không sao, mình đã nhờ bên network của mình, tức là bên quản lý kênh YouTube ấy, thì ok, kháng cáo lại và ngày hôm nay chúng ta vẫn có ngôi nhà Sĩ Kẹo. Yo, và phải nói là rất là vui khi mà gặp lại anh em ngày hôm nay luôn. Đây, let's go, kiếm người nào. Đậu xanh, từ từ anh em ạ. Tôi sẽ qua đây xíu này. Mày trốn đâu thằng này? Mày trốn đâu? Mày có tin tao tìm thấy mày, tao xuyên mày luôn không hả? À, đủ. Giờ nha anh em, chắc mình ra ngoài xíu đi. Má nó nhở. Ui, cái đậu xanh. Xuống dưới cái anh em. Yes. Và hiện tại trong trận đấu ngày hôm nay thì còn lại là 16 người chơi nhá. Anh em hãy cùng theo bước Sĩ Kẹo nào. Và chúng ta let's go thôi chứ ngại gì đúng không? Ok, qua đây xíu đi. Thằng kia khó quá nên là bỏ qua anh em, cơ bản là có thấy nó đâu. Nên là cứ xuống đây, biết đâu là thằng bé nó chạy xuống này thì sao nhỉ? Đấy, anh em cứ phải là nghĩ ra từng trường hợp như vậy đúng không nào? Này, ngoài này thì vẫn chưa thấy ai cả. Ai và nhiều khi ấy mình cảm giác cái công việc là anh em kiếm người ấy, nó khó khăn vãi cả trưởng. Ui có người này, mày này, ui rồi ôi. Thanh niên này bạn ấy định chạy ra, bạn ấy sơi mình cơ. May mình bắn nhanh hơn cả bạn ấy, thế nên là bạn ấy toang. Thế là tôi vẫn đang còn sống nha. Vâng, phải nói là hiện tại thì Kẹo sở hữu một combo súng nó rất là ổn. Chúng ta có AK-47, chúng ta có MP40. Yes, combo súng này nha, bắn rất là ngon. Nhưng mà mình thích XM8 hơn. Mong rằng là lát nữa mình có thể kiếm được một cây XM8 nhở. Đó, thế thì có phải là tuyệt vời đúng không nào? Rồi nhá, let's go, 11 người chơi này. Đấy, các ông cứ trốn mãi đi. Thề luôn, nhiều khi kiểu kiếm người khó khăn vãi chưởng câu nhá. Thôi đây anh em ơi, xuống dưới nào. Ơ, Mortar chắc hả? Chắc là mình thôi anh em ơi. Xe Mortar chắc thì mình lấy làm gì? Cơ bản là xe đấy thì anh em cũng rất là dễ vỡ đầu. Với những kiểu thanh niên cao thủ bắn súng thì cái việc mà vứt tâm lên con xe Mortar chắc này nó là một cái vấn đề vô cùng easy. Nhưng mà thôi, tôi cứ thử chọc chó xem. Vẫn xài con Mortar chắc này, nhưng mà chắc là mình sẽ chạy một đoạn đường ngắn thôi anh em ơi. Đây, chạy xuống đây nhá cho nó lành. Chứ nói thật với anh em là anh em cứ chạy xe mãi là nó không ngon đâu. Rồi nhá, xuống xe chạy bộ anh em ơi, cho nó khỏe người. Đấy, đang mùa dịch thế này là chạy bộ cho nó khỏe người anh em ạ. Đấy. Không là đi xe này ấy, nó ì người ra, anh em cứ chạy bộ cho nó chắc chân. Đấy, cho nó khỏe chân anh em chạy thoải mái. Anh em còn đuổi theo địch đúng không nào? Rượt đuổi địch thì nó là một vấn đề nó khá là easy đúng không? Rồi nhá, mình lượn lại qua đây xíu này. Ồ, từ 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 từ. Này, giáp 2 này. Ui, nó ngon, nó ngon. Các ông công nhận ngon không? Trời, fail, fail. Yes. Ui, nhìn lộn, nhìn lộn, nhìn lộn. Bữa nay thì mình tập chỉnh độ nhạy nó xuống thấp tí thử coi. Lâu lâu tôi bật cao, lâu lâu tôi bật thấp để thử xem là cái độ nhạy như nào nó là hợp lý thôi. Yes, và tầm này còn lại 8 người chơi nữa. Ok, có xe kia đúng tôi là kiểu thanh niên phá hoại. Vứt mẹ xe lên tường. Trên này có thính này. Oh man, có người không đây, có người không đây. Chưa thấy ai cả anh em ạ. Thế thì chúng ta cứ rộng bước mà chạy thôi, ngại gì nào. Đây chắc là mình cứ lên trên này đi. Oh man, xem thính này. Ui, thế là có được thêm mông keo nhá. Khá là ổn nhờ, câu nhờ. Công công nhận thế không? Nó lại ổn vãi chưởng luôn đấy chứ nhờ. Rồi này, chúng ta let's go. 8 thằng nữa, từ từ đây tôi sẽ đi kiếm chúng nó cho anh em coi này nhá. Bây giờ nhá, thằng nào láo nháo với tôi xử hết luôn chứ có gì đâu mà phải ngại. Ok, chúng ta có thêm túi máu. Khá là ngon này. Và let's go thôi, ngại gì nhỉ? Hiện tại thì ở đây còn lại là 8 người chơi nhá. Oh, chắc lên trên này xíu đi. Đậu xanh nhỉ? Từ từ công ạ. Tôi phải đi kiếm xem là chúng nó đang ở đâu này. Kiếm cho nó khó khăn vãi chưởng ra chứ đừng đùa này. Yo, chưa thấy ngay mày. Hiện tại thì trong UAV cũng có thể ai đâu.
Má nhiều khi kiểu chả nhá, chạy mãi không thấy người nhỉ, anh em công nhận thế không? Ui, ở đây chúng ta có thêm một keo này, ngon. Ui, 6 trái rồi, thấy rồi nhá, thấy rồi nhá, thằng nào đang ở dưới kia? Tao xem mày chạy đâu nhá. Thấy rồi, anh em mày nó ngay bên phía tháp thung lũng nhá. Được rồi, kẹo sẽ xem là nó chạy đi đâu được. Đấy, ok. Rồi nhá, từ từ đã. Anh em chạy là anh em phải chạy có một cái đường chiến thuật, anh em chạy đàng hoàng. Không là chạy thẳng lên là sanh mộ đấy. Rồi nhá, đây, tôi chạy qua phía này. Nó cứ phải gọi là như vậy này. Đấy, đơn giản được không? Lên trên xíu đi. Oh man. Rồi này. Thấp thoáng bóng ngay đó. Trên này à? Mày chạy đâu? Đây rồi. Đây rồi. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi. Anh tìm chú mãi. Sao nhẹ nhàng anh em ạ? Thế là nó lại đơn giản quá cơ. Ok, để mình ra mình hốt xác nó coi nào. Yo. Ui, có thêm đạn súng trường này, có thêm đạn thủ liên này. Ui, làm quả ba lô ba nhở, ngon nhở. Trời ơi, băng đạn đôi này, phê không phê không? Tưởng không phê, mà lại phê không tưởng không ạ? Ui dồi ôi, làm trang bị thế. Trời ơi, này. Ui, vãi trưởng, cái gì đấy? Từ từ anh ơi, từ từ anh ơi, làm gì căng ấy. Em đang lượm mấy trái bông keo anh ơi. Ui, thế nên này đúng là super bông keo rồi anh em ạ. Quá ngon nhở. Đây, chỗ nào nhở? Tôi còn chưa thấy nó ở chỗ nào cơ. Lúc nãy là bắn tôi không ạ? Vãi lúa phết nhỉ. Được rồi nhá, mình lên trên này xíu đi. Đậu xanh nhỉ. Rồi nhá, chúng ta qua đây xem có ai không. Ui vãi trưởng, thì ra là ở đây, thì ra là nó ở đây không ạ? Má, tôi tìm nó mãi. Mày này, mày liệu hồn nhá, mày ngồi chỗ này tranh thủ con máu cái. Mày giỏi mày ra đây, mày giỏi mày ra đây. Dám ra không? Dám ra, dám ra không này. Ui rồi, ui rồi này. Đấy, bắn nhẹ nhàng làm viên vỡ đầu trước là thằng bé nó phải sợ mình ngay ấy mà. Ui, cậu nhìn thấy ở dưới kìa. Ở dưới chúng nó làm gì bắn nhau ghê thế. Từ 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 đây, kẹo xuống liền ngay anh em ạ. À, mày, chúng mày chơi nhau, chúng mày không rủ tao à? À, chúng mày tổ chức đại hội võ lâm này, không rủ xí kẹo này và cái kết nhá, vỡ mẹ đầu luôn anh em ạ. À, đấy, đơn giản. Lúc này, ui ui ui, phải cửa trường. Đáng tính bảo là lúc này cơ hội chiến thắng của kẹo là lên đến 25% rồi. Má, nhìn quả thính rơi tí toa anh em ạ. À, may vẫn sống, đậu xanh. Vãi cả trưởng thật. Tôi thề luôn kiểu, ui vãi trưởng, kiểu quả thính nó muốn ám sát tôi câu ạ. Từ bạn ơi, từ từ, ui rồi ôi, tính móc tôi á, tính móc tôi á. Bạn tuổi gì? Tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần hay là tuổi gì? Ui rồi. Ui vãi trưởng, năm máu. Ui rồi, chết chết chết. Chết mẹ rồi, chơi nhây rồi. Ui anh, đừng. Anh đừng. Mày. Ngon ngay mọi người ơi. Yes. Tầm này 9 kill rồi nhá. Ốp còn lại thằng cuối à? Rồi các bạn ơi, từ từ mình cột máu đã. Mày chết rồi con ạ, à, mày chết rồi con ạ, à, mày xuống đây. Có dám xuống không? Ui rồi. Cái gì đấy? Cái gì đấy ạ? À? Oh man. Ý, từ 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 từ. Chị ơi, từ 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 từ. Chị ơi, từ từ. Má, dựa một keo nhanh nhở. Cậu thấy không ạ? À? Thằng bé dựa một keo nhanh phết này. Mày ăn lựu đi, mày dựng bông keo mày chạy làm sao? Ui nó chạy kìa. Mày này, ui. Kinh đấy, kinh đấy, kinh đấy anh em ạ. À. Được. Anh lại sợ chú quá cơ. Được rồi. Chạy cái này. Ui. Nó vẫn vào trong được cơ. Hay. Từ từ anh em ơi, tôi còn máu đã. Thấy rồi nhá, cái đầu kìa, cái đầu kìa, cái đầu kìa. Mày này, ui. Không bắn được. Không bắn được anh em ạ. À. Mà chạy á? Chạy đâu em ơi? Ui rồi. Yes. Uya. Vỗ tay anh em. Top 1 rồi nhá. Ok, chúng ta có 10 kill top 1. Video này ngày hôm nay thì kẹo sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em sau nhá.